Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mấy anh em tập trung ra chiếc ghe của mình nữa bạn. Chiếc ghe của mình nói chung là hôm nay là đóng cái dàn mui hoàn thành hết nha các bạn. Chỉ còn bây giờ chỉ còn sơn phết với lắp keo trên mui nữa là xong. Nhưng mà hôm qua mấy anh em đóng mui xong rồi, cái dàn lái xong rồi, mấy anh em chạy test thử các bạn. Thì nó có gặp chút trở ngại, nó có vấn đề các bạn ơi. Chắc mình nghĩ ghe mình chắc phải nán lại thêm vài hôm nữa, chậm trễ rồi các bạn. Hôm qua mấy anh em có đi test thử. Thì cái lúc lúc mình đặt cái máy này, cái máy của mình là cái máy máy Trung Quốc nha các bạn. Máy Isuzu Trung Quốc 4 lốc. Thì lúc mình lên cái dàn mui này mình chạy nó tải chiếc ghe mình không nổi các bạn ơi. Hôm qua mình chạy thử mà nó ghe nó chạy không đi. Chạy được có mười mấy cây số giờ. Nó quá chậm. Rồi thêm cái nữa là cái máy nó cũng gặp chút xíu vấn đề ngoài ý muốn các bạn ơi. Cho nên mình cũng tham khảo với cái anh sửa máy cho mình đó các bạn. Thì anh em cũng bàn bạc mới xem cái máy. Thì hôm nay mình quyết định là phải đổi lại cái máy khác các bạn. Mình có điện cho anh Tài tiệm máy Tư Hòa Hảo các bạn. Được rồi, anh bán cho mình cái máy này nè. Thì cũng anh em cũng trao đổi, anh Tài cũng nói là bây giờ anh Tài sẽ đổi lại cái máy khác cho mình. Thì chiếc này chắc là mình đổi cái máy lớn hơn các bạn. Đây cái mình hôm qua mình vô cái dàn hoa lăng hết rồi các bạn. Hoa lăng số ga này kia đầy đủ hết rồi. Đồng hồ này kia nè. Hôm qua mấy anh em có test thử luôn rồi. Thì dàn mui là ok hết rồi các bạn, xong hết. Giờ chỉ còn quét keo thôi. Quét keo trên mui nữa là xong, ở sau nữa. Mình cũng làm toilet này kia luôn các bạn. Hầm máy đồ đầy đủ hết. Đó, giờ thợ đang quét keo nữa các bạn. Nhưng mà cái này chắc giờ mấy anh em phải chạy đi rồi, chạy đi lại tìm máy các bạn. Bây giờ tối hôm qua mình có trao đổi với anh Tài tiệm tư máy Hòa Hảo, anh bán cho mình đó bạn. Thì anh sẽ chở cái máy khác xuống đổi cho mình. Nhưng mà mình cũng bàn với ảnh á, thì nói là chắc mình phải đổi cái máy lớn hơn, cái máy 6 các bạn. Thì cũng có mấy anh sửa máy ở đây, anh cũng mình tham khảo với ảnh, ảnh cũng bàn với mình là nên mua cái máy của Nhật đi, chạy cho nó an toàn. Thì nói chung anh em cũng đi trải nghiệm, chắc cũng đi xa đó các bạn. Thì máy móc nó rất quan trọng. Cho nên mình mới điện cho anh Tài là tiệm máy các bạn. Tiệm bán máy thì anh Tài nói là còn một cái máy. Máy Nissan 6 các bạn. Thì hôm nay anh Tài sẽ chở cái máy đó với cái hộp số xuống cho mình luôn. Bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị chạy ghe này qua bên tiệm sửa máy của anh Bình. Rồi trên đường anh Tài đang chở máy trên đường xuống. Thì mình cảo cái máy này lên. Rồi đặt cái máy kia xuống các bạn ơi. Nói chung là nó cũng chắc ghe mình nó gắn cái máy đi vô thì nó trễ nải thêm chắc vài hôm nữa các bạn. Đúng là xong hết rồi. Cái mùi thì xong hết rồi, người ta quét keo, người ta sơn cái nữa. Là mấy anh em chạy về là trang trí này kia thôi. Vài hôm nữa là xong. Nhưng mà bây giờ chắc phải trễ thêm vài ngày nữa rồi. Tính ra là ok hết rồi bạn. Được rồi, mấy anh em chạy máy thì cũng ok. Nhưng mà lúc đó chạy thì chưa có lên cái mui á. Cái mui lên bây giờ, cái mui này tính ra đóng lại hết trơn nó cũng mấy khối cây rồi mà. Nên cái ghe mình nó hơi nặng lại. Là cái máy này chạy thì nó yếu. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì cái máy nó cũng gặp trục trặc tí xíu các bạn. Cho nên mình muốn là đổi luôn. Để anh em đi sau này lỡ có cái gì nó cũng khó khăn, đi trên đường muốn kiếm tiệm sửa máy cũng hơi khó các bạn. Cho nên là chiếc này mình đầu tư luôn là cái máy máy 6, máy Nissan 6.
máy còn nói chung còn 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 mới các bạn. Thì anh Tài đang chở xuống cho mình, mà mình xài cái máy đó là máy Nhật luôn nha các bạn. Còn cái máy mình đang gắn với ghe là máy Isuzu, máy Trung Quốc. Bây giờ tình trạng nó bị trục trặc tí xíu, thì bữa nay anh em cũng ra đây đang chạy ghe qua bên đó cho người ta cảo cái máy này lên, xong rồi chắc khoảng vài tiếng đồng hồ nữa là máy mới chạy xuống rồi các bạn. Đây ảnh đi hồi sáng nè, anh chở cái máy đó xuống tuốt trên Tiền Giang ha. Ảnh chở xuống, bây giờ mấy anh em chuẩn bị chạy ghe qua bển rồi cảo máy lên nha các bạn. Tính đầu là nó im xuôi là cũng 3 hôm nữa là xong. Rốt cuộc bây giờ bị trục trặc trễ thêm vài ngày nữa các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em chạy từ từ qua bên cái tiệm sửa máy nha các bạn. Giờ mấy anh em chạy lại tiệm sửa máy nha các bạn. Mấy anh em qua tới tiệm máy các bạn. Giờ đang mở máy các bạn ơi. Mở nền máy rồi cảo máy lên. Cái máy kia người ta chở cũng gần tới rồi bạn. Khoảng tiếng đồng hồ nữa tới đây rồi. Nên mấy anh em tranh thủ cảo cái máy này lên. Thì cho người ta chở cái máy này về luôn nha các bạn. Từ đâu đến thì trở về nơi đó hả? Thấy cái dàn mui này nó lên vậy mà nó nặng ghê ha. Trời, mấy khối cây luôn. 3 khối cây. Đưa xuống nó bị nặng quá rồi. Chạy không nổi. Với cái máy nó cũng có bị lỗi một tí các bạn ơi, nên mình cảo lên đổi lại máy khác cũng hơi đuối với phần mà đưa cái máy kia xuống nè. Cái máy kia nó lớn hơn các bạn, rồi cũng phải làm lại hết các bạn ơi. Dàn lắp nè, ơi dàn sexy nè, dàn nền máy á, cái đó nó đâu có ngay khớp đâu, giờ mình phải làm lại hết lại mấy cái đó thêm lần nữa. Làm cái này nó không ngay chỗ rồi, bây giờ phải đem cái này lên mua sắt làm lại cái khác nữa. Mỗi lần bị trục trặc cái rối phát sinh đủ thứ á. Anh gắn chiếc này, đưa máy này xuống gắn cho nó im luôn. Hy vọng cho nó im đừng được bị đứng sớm luôn.
này cũng ngoài ý muốn thôi bạn ơi, nếu mà nó chạy chậm tí thì cũng có thành vấn đề mà. Này nó quá chậm, cái ghe mình nó cũng nặng, cái máy nó bị lỗi thêm tí nữa cho nên là mình phải thay luôn, đổi lại cái khác. Đây, cái máy người ta mới chở xuống tới rồi bạn ơi, giờ chuẩn bị cảo xuống. Thì cái máy mình giờ mình móc lên đây rồi nè, bên đây bỏ đây cảo cái máy sáo đó xuống, nó mới đưa cái máy này lên cho người ta chở về các bạn. Có cần người lên trên không? À, chim ha, chim độn ha, để nó nặng quá. Máy mới to nữa các bạn. Máy Nhật có khác ha. Nó mắc gần hay gần gấp 3 cái máy này. Sao nó nhõng đầu xe luôn hả? Thằng này xuống nhõng thiệt quá. Đấy, thằng này máy sáo mà nó gọn các bạn ơi, làm thấy nó gọn băng luôn à. Nó không có lớn hơn cái máy mình nhiều chứ, nó chỉ có dài hơn tí à. Máy mình cục cũng chà bá luôn chứ đâu nhỏ đâu. Rồi, giờ thành lượm được mấy chiếc luôn. Được rồi, mua cái gì 25 ngàn. Chắc có ăn luôn. Bao sức luôn. Máy đẹp các bạn. Máy còn chất lượng luôn. Máy này là của cái đầu máy đèn nha các bạn, đầu máy đèn nghĩa địa cắt ra. Đây cái hộp số mà bạn. Chào hai cái móc này 10.000 không chào đó. Hộp số dầu. Hộp nghĩa địa luôn các bạn. Thấy đơn giản cái hộp số gì nó cũng mắc các bạn ơi. Cái hộp số đó là cái giá tiền gần bằng cái máy gần bằng cái máy gần bằng cái máy đó đó. Hộp số dầu mà nghĩa địa thì nó mắc. Xe chế ác ha bạn, có cảo nằm trong xe luôn. Xe này của ảnh chuyên dụng để chở dao máy các bạn. Có cái bên này cảo lên cảo máy này. Này chụp bô luôn nha các bạn. Nít xăng 6 này, cái tông nó một tắc xe chụp bô luôn. Anh để thử gá cái chân nó lên thử coi ngay không. Được, chân thấy ngay đó. Xích qua bên đen tí, xích qua bên đen tí. Ờ à, đúng rồi đó. Rồi xuống từ từ coi. Rồi ok đó, xuống. Bên thông ít quá kìa. Qua bên đen tí. Đằng sau có gì chim không? Cái chừng nó đụng cái gì á. Có nó đụng gì mà sợ nó cắn mấy cái ống nha. Bên này ít à. Nên như chưa có bám lên xuống chút xíu nữa. Ờ à, đó. Bên kia dính cái chân hay gì đang coi. Xuống xuống nó đụng cái gì vậy? Nó đụng cái gì? Coi coi nó đụng cái gì mà nó. Hả? Cái chân đó nó có đụng gì không? Nó cản nè, nó hơi kẹt đi chút rồi. Không được đâu. Phải đẩy tới trước nữa. Thì đẩy tới trước này chút đi. Đẩy tới trước, đút cái xe vô. Bây giờ anh cảo lên đây đút cái xe sâu vô tí xíu. Để nó lật ngang cái nửa đường không có cái gì lên á. Canh ở dưới đó, dòm cho hai cái chân nó cắn lên trên mới được.
dính luôn ha. Rồi lên tí xíu nữa đi rồi đẩy xe vô, đẩy xe vô cho nó ngay nó mới ấy. Kéo lên trước rồi gịch cái lái qua, gịch cái đít chơi qua, gịch cái đít qua nó mới lọt vô được, gịch cái đít xe qua. Đúng rồi, kéo đít xe qua đúng rồi, chút nữa đi thông. Rồi, rồi canh đây ngay không? Ngay bên hai chưa? Chưa. Rồi dịch qua đi, dịch qua đây đây. Rồi đó, vừa thôi để cho chừa bên đây nữa đen. Bên đây nó hụt. Rồi vậy là không được rồi. Khoan, không được đâu. Nó hụt rồi. Lấy cái cây hoặc cái gì chim đi. Nó lọt xuống không được. Nó lọt xuống nó dính một bên. Nó đâu có lọt xuống được đâu. Lấy cái cục nãy rồi. Tới trước chút không? Quanh đây đen, nắm dịch quanh đây. Nắm cái trước này dịch ra, dịch qua bên đây nè, nắm cái máy đây, đúng rồi, nắm cái máy dịch qua anh đi. Rồi, lấy cái đài ra đây, khỏi tới đó được rồi. Đen nè, buông cái tay mày ra đi, rồi được rồi, tới đó được rồi. Bên đây hơi bị cao, chim cục cây nó quá cao thôi mày. Được không? Thấy nó nghiêng bên kia đó. Không, không sao đâu. Nhưng còn nó chịu vô thì được rồi. Không là được rồi, có chỗ chịu không là. À, mấy anh em cảo vô trong nhà luôn rồi bạn ơi. Cảo lên đây xong hết rồi. Giờ chờ ngày mai mình mua đồ về cái cho thợ làm các bạn, làm lại cái nền mái đó để mới gắn vô dừa. Rồi, cái ghe phải nằm đây thêm vài ngày nữa các bạn ơi. Giờ đang ốp kêu cam xích nè, ốp tới đây rồi cái giờ phải ngưng đem xuống đây. Này phải nằm đây ít gì cũng từ giá 3 ngày. Về máy im hết rồi bắt đầu mới về mới lắp keo trên cái mui này, mong là chuyến này suôn sẻ là im luôn nha các bạn. Còn thêm cái bọc lát nữa các bạn ơi. Cái chiến dịch chứ, cái bọc lát đây giờ mình có thể tận dụng lại được, tại cốt lắp mình nó cũng lớn các bạn. Cốt lắp 35 inox cho nên là mình tận dụng cái cốt lắp lại. Chứ gặp cốt lắp mà bằng sắt còn nhỏ là phải thay luôn cốt lắp các bạn. Mà cái này mình cũng phải thay chiến dịch các bạn, mà chiến dịch mình phải đặt mới được. Chứ chiến dịch mua chợ cũng không rút vô được, tại vì cái máy này nó lớn đó, xài chiến dịch lớn. Nếu mà xài chiến dịch lớn thì nó bị đụng cái lơ ký các bạn. Cho nên là mình chiến dịch mình phải đặt cái loại chiến dịch nó cao tốc, nó rút nhỏ lại á, mà cái bảng nó dày á, cho nên là phải đặt cái chiến dịch khác nữa. Đẩy bung ra chim cái vỏ xe nó vô mới được. Đẩy ra bên kia được rồi, đẩy chỗ không được rồi. Đẩy ra trước là được rồi Đen ơi, nãy tao với nó đẩy được mà khi mày đẩy mày la không được. Đã. Nó chưa đẩy nữa là không được rồi. Rồi, tốn thời gian thêm khoảng 3 hôm nữa, cái mai mới xong. Xong rồi chạy về tiếp tục lắp keo chắc cũng 2-3 hôm nữa, 3 hôm nữa là ít. Cái đó được rồi. Giữa bánh xe lớn rộng chừng tắt ngoài là được. Bây giờ đang nước lớn á,
mới nước rồng mới giật xuống anh tí nè. Rồi. Nguyên hoàng ngày nay là ba anh em là không có đi làm gì được luôn bạn ơi. Dính vô ra cái quá trời bận luôn. Không có đi quay clip nào được luôn. Mới sáng là không có clip rồi đó. Chưa giờ mấy anh em ngoài này không? Giờ vậy cũng như là xong nha các bạn. Thì mai mình đi mua đồ về cho thợ người ta làm mấy cái nền mái chân mái này kia thôi, rồi xong cái mình chạy về thôi. Để cái nắp hầm đó đi, mấy anh em về. Thôi video cũng như mình chia sẻ với các bạn là ghe mình nó có trục trặc tới vấn đề, cho nên ấy cái máy lại kéo thời gian nó cũng tốn thêm mấy ngày nữa các bạn ơi. Thôi video đến đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Thì mình xuống máy rồi mình cũng quay tiếp tục tới ngày hoàn thành ghe luôn. Thì chuyến này là chơi một cuốc, chừng nào mà hoàn thành ghe chạy về tới nhà anh em sơn phết này kia xong là test thử rồi cúng kiến này kia, mình làm một cái video là quá trình hết từ giờ cho tới ghe hoàn thành anh em đi trải nghiệm luôn nha các bạn.